Thưa quý vị, đất đỏ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Nhiều địa danh, di tích ở vùng đất này đã ghi dấu một thời máu lửa trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong tiến trình xây dựng và phát triển, đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đất đỏ không chỉ lưu giữ mà còn nỗ lực trùng tu, tôn tạo, khoanh vùng, cấm mốc, bảo vệ các di tích lịch sử như sự tri ân và cũng là để nhắc nhớ công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp cho quê hương và đất nước. Trong những năm kháng chiến, Minh Đạm là căn cứ địa cách mạng của quân dân Long Đất, nay là Long Tiền, đất đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 1993, khu căn cứ Minh Đạm được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Ghi nhớ công ơn những người đã ngã xuống vì nền độc lập dân tộc. Năm 2004, quyền đất đỏ đầu tư xây dựng đền thờ 2.692 liệt sĩ ngay dưới chân núi Minh Đạm. 10 năm sau, địa phương khánh thành hai cột cờ trên đỉnh Chóp Mao và lập sa bàn tái hiện toàn bộ di tích lịch sử chiến khu Minh Đạm. Đến năm 2022, nhà lưu niệm 315 mẹ chiến nam anh hùng và 8 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân có diện tích hơn 197 m², được khánh thành với kinh phí gần 5 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công. Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị khu di tích này, năm 2022, Sở Văn hóa Thể thao đã phối hợp huyện Đất Đỏ tiến hành cắm mốc giới quanh vùng bảo vệ với diện tích 1.500 hectare. Thì công việc chính của tôi thì trước tiên là thường xuyên kiểm tra các cột mốc vị trí 1 mà được nhà nước công nhận là cái vị trí bất khả xâm phạm. Rồi những cái khu trong di tích trường hợp nó xuống cấp phải kịp thời kiểm tra và báo lên là coi như là cấp lãnh đạo chỗ ban quản lý di tích để kịp thời mình trùng tu những chỗ nào nó bị xuống cấp. Chú trọng quy hoạch, lựa chọn vị trí xứng đáng để xây dựng đền, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ. Không cần chăm chút bảo vệ, phát huy giá trị các di tích, biến các di tích không chỉ trở thành nơi tưởng niệm tri ân mà còn là công trình nghệ thuật, là điểm đến của người dân và du khách, là chủ trương nhất quán của đảng bộ chính quyền đất đỏ qua các thời kỳ. Năm 1980, địa phương xây dựng công viên tượng đài Võ Thị Sáu ngay tại trung tâm huyện với diện tích hơn 4.100 m². Qua thời gian, công trình không ngừng được bảo vệ, đầu tư nâng cấp để phục vụ du khách, người dân đến tham quan dài nguồn. Cách công viên tượng đài khoảng hơn 100 m là di tích lịch sử cấp quốc gia, nhà lưu niệm anh hùng Võ Thị Sáu, có tổng diện tích khoảng 1.000 m². Đây là ngôi nhà thuở thiếu thời của gia đình chị Sáu, được huyện gìn giữ, bảo vệ nguyên vẹn. Theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Đất Đỏ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Huyện sẽ đầu tư mở rộng công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu với diện tích hơn 9.000 m², tổng mức đầu tư hơn 319 tỷ đồng. Để thực hiện dự án này, huyện sẽ giữ nguyên hiện trạng khuôn viên nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu hiện hữu, tháo dỡ nhà hát Đất Đỏ và di dời 9 hộ dân lân cận để xây mới quảng trường, trồng cây xanh, đầu tư đường nội bộ, dĩa hè, bãi đậu xe, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách đến tham viếng anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu thuận lợi và trang trọng hơn. Tôi hy vọng và mong muốn chính quyền địa phương cố gắng phát huy và lưu giữ những giá trị lịch sử để tiếp các thế hệ sau còn được đến để tưởng nhớ về các anh hùng. Trên địa bàn huyện Đất Đỏ hiện có 5 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia và 3 di tích cấp tỉnh. Chỉ tính riêng giai đoạn 2019-2022, huyện đầu tư gần 7 tỷ đồng để trùng tu, sửa chữa, nâng cấp các di tích lịch sử văn hóa này. Thực hiện quyết định số 4033 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấm mốc giới, khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích lịch sử văn hóa danh làm thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Có 4 di tích trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã được cấm mốc giới bảo vệ với tổng diện tích gần 2.000 hectare. Từ khi được cắm mốc xác lập địa giới di tích, ý thức của người dân xung quanh các di tích được nâng lên, không có tình trạng mất vệ sinh môi trường và lấn chiếm di tích xảy ra. Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích cũng đi vào kỷ cương nề nếp. Trong thời gian tới thì đơn vị tiếp tục đi thường xuyên đi kiểm tra về an ninh trật tự, rồi phòng cháy chữa cháy, rồi về các cái hạng mục của di tích để kịp thời báo cáo đề xuất với lại huyện
xin chủ trương để sửa chữa trùng tu cho kịp thời. Quyền Đất Đỏ đang tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao triển khai cấm mốc giới, khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa đền chùa Thành Mỹ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp các tour tuyến để quảng bá di tích lịch sử, văn hóa Quyền Đất Đỏ đến người dân và du khách, thể hiện sự tri ân đối với công lao to lớn của các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp cho quê hương đất nước.